Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay là hai mẹ con của Như sẽ ăn bò nướng. Bò là Như cuộn với lại là rau củ năm màu, với lại cuộn với lại kim châm và gắt một ít phô mai á, phô mai kéo sợi lên đây. Giờ Như mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con Như nha. Giờ Như nướng luôn. Mình bật lên mình. Giờ thì chín là hai mẹ con Như ăn nha. Không mời cả nhà. Đó. Cái này là thịt bò cuộn với lại rau củ năm màu. Mình sẽ chấm với muối ớt xanh. Rất là ngọt luôn. Ngọt mà thơm. Thơm cực kỳ luôn. Thịt bò á ha. Nó thơm, rau củ thì nó ngọt. Ngon quá. Nó béo. Béo quá béo. Với phô mai kéo sợi luôn. Quá sẽ đã. Cái bò nó thơm mùi sữa kinh khủng luôn. Bò thơm. Rau củ thì ngọt. Kim chi thì giòn. Rồi sực 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 luôn. Phô mai thì béo. Bò thơm mùi sữa lắm luôn. Nè, phô mai nè nha. Ngon. Cái bò nó thơm sữa. Béo sẵn. Mẹ giờ cho thêm phô mai quá khứ. Quá béo luôn. Cuộn rau củ nhiều rồi như thế ngon. Ăn đậu ngán. Phô mai béo quá. Cho cả phô mai vừa nó quá béo. Bò á, mỡ bò đây nè. Ba gọi bò nè, nó béo sẵn à. Ngọt của rau củ nữa, còn thêm phô mai nữa. Phô mai ngọt ngán. Như thấy cuộn với lại rau củ là ngon nhất. Năm màu. Đây, nhà thấy không? Quá đỉnh. Quá ngon. Quá sao ngon. Nó giòn quá. Kim chấm ngon. Kim chấm giòn hả? Không còn từ gì để tả. Quá ngon.
bò á ha, nó mỏng dữ lắm luôn, cả nhà thấy nè, mỏng mà. Mình gói lại với rau củ nè, nhà thấy bò, miếng mỡ miếng thịt, miếng mỡ miếng thịt, mình gói lại với rau củ ăn hơi bị phê. Phê mà chữ ê kéo dài, cái dài gạch tà lài tà lài. Một cái cuốn là chất lượng vô cùng luôn, cà gót ớt chuông với lại kim châm. Quá ngon, không còn từ gì để tả, quá xuất sắc. Ngon không? Cảm ơn. Cái ớt chuông á, nó ngọt. Kim châm cũng ngọt, cà gót cũng ngọt. Cái mà thịt bò thì nó béo, chấm hớt vô nữa, trời ơi, thôi nói hồi mất công, nói hồi mất công, có nhiều bạn chảy nước miếng. Ngon con. Ngon. Con thịt bò con nghe con sao? Nó thơm. Thơm mùi xanh nữa. Nó dài dài. Mùi xanh nữa. Nó béo. Thơm, dai, béo. Bò sao dai? Dai mà. Yeah. Bò mẹ thấy nó mềm mà. Chắc tại mình nướng chín quá. Chín quá nó mới dai. Cái này mà chết vô miếng vuông mày béo ăn không nổi luôn. Mẹ ơi con nói. Nói hả con? Dạ. Rồi nói ra ngoài đi. Con chào cả nhà đi. Con chào cả nhà. Rồi. Con như hồi sáng này á, nó ăn rồi á, cho nên giờ kêu ăn nữa là ăn cũng được ít rồi chứ không có được nhiều. Tại buổi sáng mấy cha con nó cũng có ăn uống rồi á, cho nên là cũng no rồi. Chị đi ra ngoài trước. Chị cũng mê thịt bò lắm. Nhưng mà hồi tối này như có làm cái lẩu á, cái lẩu cho hai chị em ăn rồi, cho nên là giờ chị no rồi, chị ngán. Cái kim châm nó sực rực rực. Quá béo. Dành thử bỏ phô mai một phần nửa, một phần nửa thì không bỏ, mà cái phô mai nó béo ăn không nổi luôn á. Thịt bò là đã béo rồi, phô mai hai cái mà nó kết hợp lại nó ngán nhiều hơn là nó no. Tại vì cái ba gọi này nè, ba gọi bò nó béo quá khứ luôn. Rồi thêm phô mai, nó béo ngày ngày nữa. Nhưng mua ngay cái khay bò này hình như mỡ hơi nhiều. Mỡ nhiều hơn thịt.
Vậy mà phô mai nó chảy xuống tới đây luôn. Trên chảy xuống dưới này luôn. Dính nóc luôn. Cái nào cũng dính phô mai. Quá sao đã. Như thấy là cuộn với lại rau củ, cuộn ớt chuông với lại kim châm, cà gót tồi chung ăn sẽ ngon hơn là cái kim châm không. Theo như là như thấy vậy á. Cuộn vậy ăn nó ngon mà nó đỡ ngán nữa. Thêm cái vị của rau củ của chổng á, mình ăn nó cũng ngon. Quá sức đã. Một khay khổng lồ luôn. Một dĩ khổng lồ luôn mà giờ cũng muốn hết luôn trời. Ăn dữ thiệt chứ. Không ngờ là hai mẹ con như ăn cũng dữ thiệt. Quá sao ăn. Ý là con như nó đã ăn rồi, nó rảnh no rồi đó. Nó giờ chỉ vô ăn chơi chơi gì thôi đó. Chứ mà chỉ mà đói là chị chắc hết này luôn, xử hết này luôn. Chị sáng là chị điểm tâm sáng rồi. Mà chị cũng ăn được mớ. Giờ Như cũng no, Như xin ngưng video tại đây nha cả nhà. Như cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Như trong thời gian vừa qua. Như mới làm YouTube đây tầm khoảng một tháng thôi mà cả nhà đã luôn sát cánh bên Như và ủng hộ Như rất nhiều. Thì Như cũng cảm ơn, Như rất rất là biết ơn cả nhà luôn. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết video của Như đó, nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Như nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.